Let me just back up a little. Nó chưa nhận được giọng nói mình. Có nhận được rồi nhưng mình chưa cài đặt. Walking backwards. Let's try going this way. Stopping. Right. Watch me twist. Let's bounce. Tipping to my left. Rocking to my right. I'm getting a cramp in that leg. Peekaboo, I see you. Sợi vật nữa. Okay, here I come. Đây, đi đi. Đi đi, lên cấu. Đây, xong rồi. Thấy không? Đi theo khuôn mặt mình hiểu không? À. Đi đây. Đấy, tốt. Rồi. Còn đây là học lệnh nói phải không? What are you doing? What are you doing? học lệnh mình viết theo hiểu không? À. Đấy, sau khi mình viết theo lệnh thì bao giờ dùng phần này mình điều khiển bằng giọng nói mà, hiểu không? Rồi. Let me just back up a little. Rồi nhỉ, tốt nhỉ. khi mà nó nhận rồi nhá, cái phần cam của mình này mình có thể điều khiển bằng cái bằng tay được. Mình bấm đi lùi hoặc tiến được mà. Em hiểu không? Nó có lệnh hết rồi. Nhận được không ạ?